Hôm nay thì tôi sẽ nói về cái kỹ năng mà chúng ta họp nhóm. Vì làm sao để họp nhóm có hiệu quả, đúng không? Làm sao trong một nhóm hoạt động có hiệu quả? Đó là cái điều mà rất nhiều người trưởng nhóm, rất nhiều người điều hành, thậm chí là CEO cũng rất quan tâm đến cái vấn đề này. Để làm sao để chúng ta họp nhóm mà tránh lãng phí thời gian cần thiết, thì tôi xin nói sau đây. Cái bí quyết sau đây là trước khi mà triệu tập cuộc họp ấy, cậu phải xem xét tức là họp có phải là hình thức tốt nhất trong cái trường hợp này hay không, có thể có cái hình thức nào tốt hơn hay không, đúng không? Có thể thay thế bằng cuộc gọi thoại trên trên điện thoại chẳng hạn, hay trên Skype chẳng hạn, hoặc là gửi phát tài liệu phát tay hay không, hay là viết thông báo lên trên bảng hay không, hay là gửi một cái bản email chẳng hạn. Đấy. Thì kỹ năng tổ chức một cuộc họp phù hợp cũng là một cái yếu tố giúp chúng ta có thể quyết định được sự thành bại của một cái cuộc họp. Vì cuộc họp nào cũng có cái mục tiêu khác nhau, để có những cái thông tin để có thể thuyết phục, để có thể thu thập được ý kiến, để có thể ra cái kỹ năng quyết định, đúng không? Đấy. Thì dù là một cuộc họp có quy mô lớn hay nhỏ thì người trưởng nhóm điều hành ấy, hoặc là người thay thế trưởng nhóm phải vận dụng các bước để tổ chức một cái cuộc họp tốt. Và nếu một cái cuộc họp ấy mà không thành công thì thường thì sẽ bị phá hỏng, và cái nhân tố phá hoại cái buổi họp nhóm ấy, có thể là chúng ta bàn quá lâu về một cái vấn đề nó, hay là chúng ta có những cái chúng ta dựa vào những cái thành viên tiêu cực mà không phải là những cái thành viên tích cực để chúng ta nói là những cái điều mơ hồ, những điều bảo thủ, là né tránh vấn đề. Đấy. Hoặc là chúng ta cho một người nói quá nhiều. Đấy. Khi chúng ta tiến hành họp thì trước tiên là chúng ta phải chuẩn bị họp nhóm. Ở bước này người điều hành phải xem xét trước khi một cái chủ đề nó có thể là mục tiêu nội dung cuộc họp có rõ ràng hay không, các thành viên tham gia là ai, lập kế hoạch cho cuộc họp, các kế hoạch trực quan bảng biểu, và phải làm sao cho tạo được cái không khí thân thiện các bạn. Đấy. Cần phải đầy đủ các công cụ trực quan nữa. Và cần phải xem xét có thứ là địa điểm này, giấy mời này, thông báo này, đấy, ai chuẩn bị này, ai cần tiến hành này, tiến hành đến đâu này, trước ngày họp còn mấy họ thăm, có thể là chúng ta sẽ hỏi thăm sức khỏe các thành viên trong nhóm. Đấy. Chúng ta phải lên lên tinh thần đấy, làm quen các phương tiện, làm quen cuộc họp. Chúng ta cũng phải thống nhất cái khung chương trình làm việc, chỉnh sửa mục tiêu cuộc họp nếu cần, thống nhất về cái cách làm việc của chúng ta. Bước hai là chúng ta sẽ đưa ra từng chủ đề, phân tích từng chủ đề. Đây là cái bước quan trọng nhất trong trong cuộc họp. Các thành viên sẽ thảo luận, tham gia ý kiến để cuối cùng đưa ra quyết định trong nhóm. Các quyết định này sẽ phù hợp với mục tiêu của phải phù hợp với mục tiêu của cuộc họp đưa ra. Một điều mà tối quan trọng là các bạn phải cân bằng được cái một điều tối quan trọng là các bạn cần phải cân bằng được cái thời gian nghe và cái thời gian đóng góp ý kiến. Đúng không? Nếu mà chúng ta mà cho một người mà nói quá nhiều về 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 một cái vấn đề nào đó, thì các thành viên trong nhóm sẽ cảm thấy nhàm chán, cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta tiến hành họp là lập kế hoạch hành động đấy. Ai ai làm cái gì, làm như thế nào, công việc cần làm là gì, cần những điều kiện gì, hỗ trợ cái gì. Cái bước mà lập kế hoạch hành động á, này lập kế hoạch hành động á, thì ở cái bước này này toàn nhóm phải lập ra một cái kế hoạch. Sau cái cuộc họp thành viên phải nhất trí chấp nhận
Kế hoạch này là thường bao gồm là công việc làm là gì, đúng không? Làm như thế nào? Nếu cuộc họp mà không đưa ra được kế hoạch hành động ấy, hay nói cách khác là nếu sau cuộc họp mà các thành viên thấy không cần phải làm gì thì đó là cái cuộc họp không có hiệu quả. Và tôi nghĩ là trong trường hợp này là tốt nhất là không nên họp làm gì. Nếu mà chúng ta đưa ra sau cái cuộc họp mà chẳng có gì để làm ấy, các thành viên trong nhóm cảm thấy mình nhàn rỗi thì không nên họp làm gì. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ bế mạc cái cuộc họp, các cuộc họp trong nhóm sẽ dành thời gian để đánh giá, suy ngẫm về tiến trình cuộc họp, kết quả cuộc họp, các vấn đề cần bỏ sót, các vấn đề cần phải gác lại, và kết quả cuộc họp sẽ được tài liệu hóa chưa, có nghĩa là chúng ta đã phát tài liệu cho các thành viên trong nhóm chưa, các thành viên sẽ nhận được kết quả gì sau cuộc họp này, cuộc họp thành công đến mức nào. Chúng ta sẽ trong cái vấn đề này, người trưởng nhóm đã có trò quan trọng trong việc xác lập lại, kiểm tra lại cái vấn đề mà chúng ta tiến hành họp nhóm. Và bài học của chúng ta ở đây là kết thúc. Ở phần sau thì chúng ta sẽ học về cái kỹ năng mà chúng ta đóng góp ý kiến trong nhóm.